Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hồng Gian ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với trọ của anh Tám, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây bonsai mini để bàn chơi tết cho quý anh chị ha. Mini nhưng mà nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Dạ hôm nay thì mình giao lưu có cúc 150, mai đại lộc, cúc bi thọ hương nha quý cô chú anh chị. À, với lại hôm nay thì có một số cặp mai sắn. Số cây mini ha. Sắn thích dịch nha cô chú anh chị, nước nụ thì giống như vậy. Cây con này có nói chị ông nội. Sao mà nói vậy? Em xin phép được cho biết luôn rồi. Dạ, con xin chào chú ơi. Rồi, chào cô Phương, chào anh em xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay anh Tám về luôn mai mini để bàn ha. Rồi, trước là chúc cô chú cho em được dồi dào sức khỏe. Rồi, cô chú cho em mình ủng hộ giùm nha. Rồi, đầu tiên là mã số 69, cặp mai 60, cặp 69. Dạ. Đó là giảo tự sắn nha. Bông ok nha, nút nụ nha, cô chú thấy không? Nhỏ nhỏ nhưng mà cây có vỏ nha. Dưới này là lễ quẳng nha. Đó, quẳng ghệ hết ha. Đó nè. Rồi, cô chú cho em mình ủng hộ nha. Mã số 69 cặp mai quắn. Sắn này là sắn chết nha cô chú. Nút nụ là mỗi một cái quắn này là có hết ha. Này chơi Tết rồi em lắm rồi cô chú chị. Để. Nếu mà cặp mai này cô chú cho em mình trồng nhiều năm mà bằng cơm giò đó. Nhưng mà bây giờ thì bằng ngón tay. Dạ. Tại em không có đòi ha, vậy đi ha, cô chú cho em mình thấy ha. Dạ, cỡ quanh 4-5-6 nha cô chú anh chị. À, 4-5-6. Dạ, rồi. Rồi, 4-5-6 cm nha, chứ không phải 4-5-6 tấc nha. Dạ, em mã số 6. Rồi, nói chơi phải đò đó đi, chắc chắc ăn. Dạ. Bạn uống này úp được rồi. Không, đo chiều cao. Ừ. Nuôi vài năm thì cũng bằng cầm giò chứ bộ. Không biết là cái năm nào à. Cháu chứ đâu mà cây ông nội. Rồi, đã chậu hả? Rồi, mã chậu 38. Tàn ngang là 44. Rồi, hai cây bằng nhau hết cô chú. Rồi, giao lưu với cô chú cho em mình cặp chậu quắn này chỉ có tặng chậu bao ship luôn. Có 450.000. Dạ, 450 thôi quý cô chú. Cái chọc ghép này nó liền luôn rồi nha cô chú anh chị. Mà đế là có vỏ nha, đế là quắn nha. Dạ. À, quắn ghế ha. Dạ rồi. Rồi trồng nhiều năm bán có tiền lắm ạ. Dạ, tiếp theo cặp mã số 70. Rồi, cặp 70. Một cây dán thì đổ, một cây thì dán phơm cao ha. Cô chú cho em nào thích chơi cái nào. Một cặp có cây này cây khác ha. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Cái chọc ghép của nó là liền luôn ha. Cây nào cũng không nụ quá trời luôn. Cây này thì mình chơi dán lỗ cũng được ha. À, cây này mình chơi phơm cao ha. Dạ cơ ạ. Nhưng có ông đi bao vậy vậy ha, cho vui ha. Cây gì cây khác ha. Rồi, chiều cao đo một cây lùn nhất là 39. Cây cao nhất là 77. Rồi cây lùn tàn ngang là cũng 37. Cây cao tàn ngang 27. Rồi hai cây cụm thể giao lưu với cô chú cho em mình cũng là 450.000 luôn. Dạ. Có cao có lùn cũng một giá luôn. Dạ rồi, 450 mã số 70. Đây 71 là đại lập cô chú cho em ơi. À, mini này để bàn nha. Nút nụ là khỏi chê. Quả xá luôn. Dạ, cái này ghép được 4 bo nha cô chú chị. Lúc ngủ là chùm ha. Bẻ vô lụm cô chú cho em ơi, 300 bao ship tặng chậu tới nhà luôn. Giao giống như sân đông. Rồi, hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 29. Đáng nhăn là 46. Cũng 300.000. Dạ rồi. 72 là cây cúc bi. À. Nút nụ là ngon lành rồi cô chú anh chị, mỗi nách lên. Rồi, đế là con cá sấu ha, làm dài ha. À. Con cá sấu đứng. Thấy trời, biết cá sấu làm dài luôn hả? Hoành 12. Dạ, cái này ghép 2 bo nha cô chú. Chiều cao là 40. Chiều dài con thú là 20. Rồi, mã số 72 giao lưu cô chú cho em mình cũng là 300.000. Mã số 73. 7
73 anh ơi. Đúng rồi. Rồi, cây đại lộc. À, để bài mà có cũ luôn nha. Tôi đâu có ngủ đâu, mày ngủ. Này, để bài để cũ nở ha, để nở ha cô chú em. Giờ mình đo thử cái để nở này, cái là nhiêu đây là được 21. Dạ. Hoành là 14. Chiều cao là 62. Tán ngang là 39. Rồi, mã số 72 là giao lưu cô chú chị em mình là 300.000. Ủa 73. Rồi, tiếp tục cái cúc web mã số 74. Đó. Đi nó lùng lùng chứ lúc ngủ nhiều hơn chú chị em. Đó, coi trên clip nha cô chú em thấy ha. Lúc ngủ quá tay luôn. Dạ, 2 bo nha cô chú chị. Dạ. Hoành 16. Chiều cao là 39. Tàn ngang là 41. Rồi 74 giao lưu với cô chú cho em mình cũng 300.000 chẳng luôn. Rồi. 75 là đại lộc luôn cô chú cho em ơi. Dán xiên xiên dán đổ về gốc ha. Nụ nút là có hết thì cô chú tết nha, chơi bông là em lắm. Ok ha. Nhỏ nhưng mà nó lúc ngủ nghe sạch chơi tết nha cô chú. Rồi hoành 12. Chiều cao 52. Tán ngang 42. Rồi mã số 75 cũng là 300. Rồi rồi. 76 là cây cúc viếp. À. Nút nụ là có hết nha cô chú anh chị. Nút nụ là đầy. Cái này ghép 2 bo thôi à. Rồi. Rồi quanh 14. Chiều cao 38. Đang bay hồi về là 60. Rồi mã số 76 cũng là 300.000 cô chú ơi. Mã số 77. 77 là đại lộc. Đó, quá xá nha, ít tàn thì hơi cục chút xíu mà quá xá nút nụ. Tại vì biết sao nhánh nó nhỏ quá, đẻ nhiều quá bởi vì nút nụ nhiều nhưng nhánh không được vừa không ha. Dạ, yeah, cái này mình ghép cũng được 6 rồi. Tết cái bông nở chùm chùm đẹp lắm. Quanh 14. Chiều cao là 48. Tàn ngang là 33. À, mã số 77 là 3. mà để tao quay clip tôi ngọt đi. Nó nữa đó. Mà con nó thường. Con nó không cẩn động nhảy không có xa bằng con này. Rồi. Con kia em sợ. 77. Rồi, 77 nha cô chú. Nó lại không? Mình là 300.000 mã số 77. Tiếp tục là 78, cũng là đại lộc. Nút nụ quá tay luôn cô chú ơi. Lộ lắm rồi đó nha. Tàn dù luôn cô chú vậy nha, mình ghép được tâm bo luôn rồi. À, tàn dù quá xá nút nụ nha, cây nào cũng nút nụ nhiều luôn cô chú cho em. Giá có 300.000 quẹo vô lụm cô chú cho em ơi, về mình chân cần tài số địa cũng đẹp nữa cô chú. Rồi hoành là 16. Chiều cao là 63. Tán ngang là 39. Rồi, mã số 78 giao lưu cô chú cho em mình cũng 300.000. Dạ. Rồi, cây cúc bi dáng bay 79. Đậu hột xoài. Giá thì rẻ, cây thì đẹp. Dạ, nút nụ là có nha cô chú. Dạ, nút nụ là có luôn. Giờ hoành thân là 20. Dạ. 19 cái... ra 19 rồi. Bớt đi. Chiều cao là 25. Chiều cao 37. Rồi mã số 79. Giao lưu với cô chú cho em mình dán bay này cũng là 300.000. Dạ rồi, 300.000. Rồi tiếp tục là 80. Dạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú. Rồi, cây này đẹp nha cô chú cho em. À, cây này đẹp nha, có cái cũ nha. Hai bo luôn hả? Ừ. Thịt luôn á. Ừ. Mày làm gì tao tiền nhiều lắm. Dạ rồi.
Đó xin đừng chỉ thân chơi giống thịt giống mừng. Rồi, quanh vị trí này là 13. Thấy tụi không chơi trang cặp thôi à, tao biết mà, trẻ rồi vậy đó. Chơi cây, bà nội. Ai biết, ai biết em nó chơi cặp tao cũng nói vậy thôi, chứ biết nói gì giờ. Chiều cao là 30, đàn ngang là 34. Rồi mã số 80 giao lưu với cô chú chị em mình là 300.000. Quả xá nút nụ cô chú chị em ơi. Đó. 81 cũng là đại lộc luôn. Nói gì cây nào cũng nút nụ ok hết cô chú chị em ơi. Đó, ghép một bo mà nút nụ quá xá hòa xa luôn. Rồi quanh là 13. Dạ, đấy đều luôn nha cô chú. Chiều cao là 57. Tán ngang là 43. Rồi mã số 81 cũng là 300 cô chú em ơi. Dạ 300.000 một cây này đọc siêu nụ luôn ạ. À. Rồi. 82 cũng là đại dọc luôn, siêu nụ luôn. Dạ. À, chỉ có 300.000 một cây cô chú chị em mình ở xa ha, dù mình mua là khỏi cần chuyên chị ở vậy. Em tặng cho cô, em bao ship cho cô chú chị em mình tới nhà luôn, mà chặn luôn cái chậu đỏ này luôn nữa. Tết là màu đỏ là màu hy vọng luôn, mà đại dọc nữa. Trên mai cũng đẹp mà chậu cũng đẹp. Có người giới thiệu không đẹp à? Khi đó không cần giới thiệu. Giờ tôi biết rồi. Tôi nhìn tôi biết. Ừ. Giới thiệu đó chứ đâu. Quanh là 14. Chiều cao là 49. Đàn ngang là 38. Rồi mã số 82 cũng là 300 cô chú ơi. Dạ rồi, 382. 83. 83 cũng là đại lộc luôn. À. Cái này cũng siêu nút nụ luôn rồi cô chú chị ha. Quá xa nút nụ ha. Ghép được 3 bo luôn à. Nút nụ đại lộc là nút nụ như xuyên cá ha cô chú chị em. Hoành là 15. Chiều cao là 50. Tán ngang là 36. Rồi mã số 83 là giao lưu cô chú cho em cũng 300 cô chú ơi. Dạ. 84. 84 4. Đó, lung lực. Đại lộc siêu nút lộ luôn cô chú. Này lung lực chứ không phải lung tè. Cái này mình ghép được cái bằng mập lung, cái bằng lung tè. 3 bo nha quý cô chú. Rồi, quanh ra 15. Dạ. Chiều cao là 39. Tán ngang là 40. Rồi, cái lùng lực này là giao lưu cô chú cho em mình 300.000 chẳng luôn. Dạ rồi. Tiếp tục là 85 là đại lộc. À, cây nào cũng nút nụ quá xá cô chú cho em ơi. Rồi cây này 4 bo hai cô chú chị. Quanh là 15. Dạ. Chiều cao là 48. Tán ngang là 44. Rồi mã số 85 là giao lưu với cô chú chị em mình là 300. 86 cũng là đại lộc luôn. Rồi siêu nụ nha cô chú. Ghép được 3 bo. Rồi. Rồi quanh là 12. Dạ. Chiều cao là 42. Tán ngang là 36. Rồi 86 cũng 300. Trời cây anh ơi. Dạ. 87. Rồi, 87 là đại lộc luôn. Siêu nụ. À, ghép 3 bo trà bá luôn. Nút nụ là ok. Rồi, quanh là 13. Dạ, rồi. Chiều cao là 41. Đáng ngang là 35. Rồi, mã số 87 cũng giao lưu cô chú cho mình 300. 88. Đã 18. Đó, cũng là đại lộc luôn. Nút nụ to đùng luôn. Rồi, nút nụ. Nhiều hết cô chú. Quá xá luôn cô chú em ơi. 3 bo. Coi thì bự. À.
hoành 17, lúc ngủ thì to lùng, cao là 53, tán ngang là 35, rồi mã số 88 nữa, cũng 300. Dạ. 89. 89 đại độc luôn. À. Rồi nụ thì bao la luôn quý vị. Quá xá, lúc nụ cây nào cũng như cây đấy hay cô chú em. Bây giờ em coi đại dưới này nha. Đó, này cũng hơi cấn chút đỉnh thôi, vậy là 317. Em bớt một phân còn 16. Dạ. Cao 50. Tán ngang 45. Rồi mã số 89 cũng là 300. Rồi 90. 90. À, 90 cây này đẹp nha. Nụ nút thì à, quá xả luôn ha. Bông là muốn đụng đất luôn nha. Cái này ghép được 3 bo cô chú chị nha. 3 bo luôn. Quá xả nút nụ luôn. Hoành thân là 14 luôn. Nụ là chết là cây này là nổ cái chùm chùm bông luôn, không thấy cây luôn, thấy bông không luôn. Cao là 31, tán ngang 31, cũng 300 ngàn luôn. Rồi, tiếp tục là 91 cây trúc viếp tàn bay ha. Hoành 13. Chiều cao là 37. Cành bay là 60, là 300 luôn cô chú ơi. 92. Cây này cô chú cho em nào chơi ấy chơi không chơi mình sửa lại tàn lỗ cái lỗ cũng được nha. Dạ ba bo nha. Quá xá lúc nụ ha, đại lộc nha cô chú. Hoành 15, cao 47, đáng ngang là 35, rồi cũng 300 ngàn cô chú chị em ơi. Dạ. Rồi 93. 93, đó, đại lộc luôn. Đó. Cái lộc uống cong cong giống như con cong. Dạ, nút nụ xưa. Hai bên nhánh xè xè giống như cái cánh. Ghép được 3 bo nha cô chú chị. Rồi. Thân này lắc 3D luôn. Rồi, thân 13, chiều cao không thấy đường luôn. 60, chiều cao, tán ngang 40. Rồi, 93 giao lưu với cô chú anh chị em mình là 300. Dạ rồi. 94. À, cái lùng lực. Lại lập cho cô chú cho em. Cái này thì ghép được 3 bo nha cô chú. Rồi, quanh 17. Chiều cao 40, tán ngang 40, cũng 300 cô chú ơi. Rồi, 95. 95. Đó, cây này quá xa lúc nụ cô chú em ơi. Nhanh tay quẹo vô lụm. 13 quanh. Dạ, cái này mình ghép cũng được 5 bo nha cô chú chị. Chiều cao là 47, tán ngang là 44. Rồi, cũng 300 cô chú ơi. Trời ơi, chỗ nào lạng vô tiếp tôi mà lạng vô tiếp tình trạng. 96. Rồi, 96 cô chú em ơi. Rồi, cái này cũng được 4 bo nha cô chú. À, cũng là đại lộc nha cô chú em. Rồi, quanh là 15. Chiều cao 47. Tán ngang 43. Rồi, mã số 96 cũng 300. 97 cũng là đại lộc luôn. Cái này ghép 3 bo nha cô chú. À. Hoành 14. Chiều cao 51. Tán ngang 33. Rồi cũng 300 ngàn luôn. Mã số 97. 98. Dán bay đại lộc. Đó. Lùng liền nha cô chú. Siêu nút nụ ha. Mình ghép được 3 bo. Hoành 13, chiều cao 24, tán ngang 50, cành bay 50, rồi cũng 300 cô chú em ơi.
Rồi, mã số 99. Đó, cũng là đại lộc luôn. Siêu nụ luôn nha cô chú. Siêu nụ luôn. Ủa sao đây mấy ca vậy? Ở đây Út nghỉ đó. Út nghỉ rồi hả? Ừ. Rồi rồi, ghé 58 của anh. Sao đem cái gì? Nói gì? Sao đem cà phê với trà lan hả? Thôi đợi đợi. Quanh là 46. Dạ, 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 được rồi, được rồi. Quay clip 43 là bụng là 300 ngàn, cô chú em ơi. Chiều cao 46 chứ phải quanh 46 nha cô chú. Tớ làm nói gì, cà phê gì? 100. Trà lai. Trà lai hả? Làm dẫn sức người đi, em thử uống đi. Dạ, mã số 100. Đại lộc 100. Quanh là 15. Dạ. Chiều cao là 56. Cành bay là 69. Rồi mã số 100 là cũng 300. 300 ngàn. 300 đô. 101 là cây cúc bi. Trời, nó quanh 13. Ghép được 4 bo nha cô chú. Chiều cao là 35. Cành bay là 51. Rồi 101 cũng là 300 ngàn. 102. Này cái gì? Giống người cúc viếp hả? Hả? À. Rồi cúc viếp luôn cô chú cho em ơi. Dạ, 4 bo nha cô chú. Ghép 4 bo cây cúc viếp. Quanh 13. Chiều cao 50. 8050. Rồi 102 cũng giao luôn cô chú cho mình 300 ngàn tiền Việt Nam đồng bao ship tặng chậu. Dạ. Lâu lâu cái chậu mạnh mạnh đấy mà. 103. 103. À, dán chiên chiên nha. À, chỉnh sửa tàn công quá xá luôn. Ba bo luôn quý cô chú. Quanh là 15. Chiều cao là 43. 8043. Rồi 103 là cũng 300 ngàn. Bực. 104. 104. Đó, dán xiên xiên nha, chỉnh sửa tàn thông nha. Đại lộc nha cô chú cho em ơi. Dạ, ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Quanh 13. Chiều cao 40. Tàn ngang 40. Rồi 104, 300 ngàn. 105 cũng là đại lộc luôn, dán trực tàn không. Rồi nụ nút là bao la luôn cô chú anh chị. Ghép được 2 bo. Quanh 13. Chiều cao 52. Tán ngang 40. Rồi cũng 300 ngàn. 106. À, cũng là đại lộc luôn. Đó à, là gió lùa. Siêu nụ nha cô chú. Cô chú cho mình chơi nha, thích những cái mà chỉnh sửa lạ lạ ha. Đây, đã giờ có một cây gió lùa ha. Dạ, ghép 5 bo nha cô chú. Quanh là 12. Chiều cao 44. Gió lùa là 54. Cũng 300 ngàn cô chú ơi. 107. Đây, cái cành bay. À. Này nụ nút quá ngon lại. Đại lộc cho cô chú em. 2 bo luôn hả? Quanh là 14. Chiều cao là 33. Cành bay là 58. Rồi 107 cũng 300 ngàn cô chú ơi. Dạ. 108. Đó là cây cúc bi. À, cúc viếp. Này chắc cúc viếp ha. Cây này ghép được 3 bo. 3 bo. Rồi quanh 12. Chiều cao 32. Là ngang là 54. Rồi cây cúc bi giao lưu cô chú cho em mình cũng 300 ngàn. Dạ. 109 là cây
không biết. Dạ. Cái này gấp 3 bo nha cô chú anh chị. 3 bo luôn. Quanh 12. Chiều cao 44, đàn ngang 44. Rồi cũng 300 cô chú ơi. Rồi, tiếp tục là cây cúc vip cành bay 110. Dạ rồi. Quanh 15. Chiều cao 28. Cành bay 61. Rồi 110 cũng 300 cô chú ơi. 111. Đó. Cây đại lộc. Chậu đỏ lục giác, cây bự. Bông nút nhiều. Nụ là chùm chùm luôn á. Rồi. Quanh là 16. Chiều cao là 69. Tán ngang là 43. Rồi cây này vừa bự chậu bự luôn mà giá cũng có 300 cô chú em ơi. Quẹo vô lụm cô chú ơi. Dạ. 115, 117. Rồi tiếp tục là 112 chậu trắng. À, cũng là đại lộc luôn cô chú ơi. Cái này cũng siêu nụ hết già mùa nha cô chú. Quanh là 13. Chiều cao 50, tán ngang là 43. Rồi mã số 112 là giao luôn với cô chú cho em mình cũng 300 ngàn. Dạ. Rồi cái 112 là cũng cuối clip hôm nay ha. Rồi chúc được cô chú cho em mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ha. Rồi chúc chào cô chú cho em. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. À.